Đây là một góc của nghĩa trang Bình Hưng Hòa, chỉ là một góc nhỏ thôi. Và cái khúc nghĩa trang Bình Hưng Hòa ở dưới kia á, thì đang được san phẳng. Cái ở cái nơi này thì nghĩa trang vẫn đang được nằm yên và chưa có dấu hiệu gì sẽ bị san phẳng giống như ở cái khúc dưới kia. Cái khu nghĩa trang này nó nằm ngay một cái ngôi chùa còn gọi là chùa Giác Hải. Ở ngoài kia là cảnh ngôi chùa hay còn gọi là chùa Giác Hải. Nghĩa trang nằm trong chùa. Nơi này cũng là một phần của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Để đi thử một phòng ha. Có những cái phần mộ nè. Có vẻ như là cái phần mộ này không có ai chăm sóc. Tuy là xây dựng rất là kiên cố, không có ai chăm sóc. Nên cái cây nó mọc nó cao. Nó mọc rễ vô trong cái phần xi măng của ngôi mộ luôn. Đó. Lòng vòng xung quanh nghĩa trang Bình Hưng Hòa rất là nhiều những cái ngôi mộ. Có một cái tấm bảng đề nè, ai cần bốc mộ liên hệ. Thì ở trước sau gì cũng sẽ cái nơi này cũng sẽ bị giải tán thôi. Ý, vậy là cái nơi này đã bị giải tán bớt rồi đó. Bởi vì biết sao không? Mấy lần trước mình ra đây nè, có một cái bệ thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát ở đây. Hèn chi mình ra mình thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó. Bây giờ thì làm như lúc trước có một cái bệ thờ ở đây nè, bây giờ bị bấn đi rồi, bị dẹp đi rồi. Đây khung cảnh xung quanh để treo mình Hưng Hòa. Cái trái này được gọi là cái trái bông gòn nè, tự nhiên lụm được trái bông gòn ở ngoài nghĩa trang vậy đó. Trái đây là cái trái bông gòn. Không không lẽ ở nơi này có một cái cây bông gòn hay sao? Thấy lối vào nghĩa trang không, rất là điều hiu hoang vắng. Phía bên hông á là cái ngôi chùa, chùa Giác Hải. Có một cái bảo tháp thờ của vị hòa thượng nào đó. Cái phần mộ này bị nứt rồi nè. Mình không hiểu sao mà cái phần mộ này nó bị nứt nha. Thấy nó bị nứt không? Như kiểu là có ai tác động gì đó, chứ không thể nào mà nó bị nứt như vậy được. Ngôi mộ này được chôn vào năm 1997 hay 67 gì đó, rất là lâu rồi. Để mình sẽ thử đi vòng xuống dưới nha. Nó mổ rất nhiều. Ở phía ngoài đó là view chùa đó không? Có cái cây sa la nè, có lại cái tượng Phật đang ngồi đó. Ngoài ra còn có tượng Quan Thế Bồ Tát nữa. Cái phần ngôi mộ này thì có người thắp đèn. Năm 93 rồi, lâu rồi. 31 năm rồi. Cái cửa sắt ai tháo cái cửa ra rồi. Đây là ở phía phía bên trong của cái phần ngôi mộ này. Cũng có một vài cái phần mộ bị bóc dở lên rồi nè. Lúc trước á, khoảng là vài tháng trước á, vào đây á, những cái phần mộ này còn nguyên. Rồi xong sau này có chủ trương là sẽ san phẳng giải tỏa để lấy mặt bằng xây những cái công trình phúc lợi như là trường học, công viên này kia. Nên là phần lớn những cái phần mộ đã được di dời đi. Còn nếu mà những cái phần mộ nào mà không có người thân sẽ được bốc và được tập trung lại một cái chỗ nào đó
Đây có một cái phần Gò Đất nè. Lúc trước đây mộ không à, mà bây giờ thì bị san phẳng bớt vài ngôi mộ rồi. Có những ngôi mộ nghiêng nghiêng ngã ngã. Phía bên đó đó là bị san phẳng rất là nhiều luôn. Tú ý phía dưới bên kia á, ngay chỗ mà nghĩa trang Đông Quang á, có cái đền thờ nghĩa trang Đông Quang á. Để đi thẳng xuống ha. Mấy cái này là người ta sử dụng thuốc diệt cỏ đó, để làm cho cỏ nó cháy hết, thuận tiện cho cái việc mà bốc mộ, di dời mộ. Này như là những cái phần mộ này nè, đã được bốc đi. Phía bên hông là chùa. Chùa nằm sát nghĩa trang luôn. Nghĩa trang nằm trong chùa luôn. Cái phần mộ này thì bị mất cái cửa rồi. Người ta lấy hàng rào kiểm gai á, người ta quấn đỡ. Ủa nhưng mà bị bốc rồi thì phải. Làm như bị bốc đi rồi. Đây là phần mộ của hai cụ được đại tu vào 29 tháng 6 năm 2003. Mất năm 86 và lại 97. Rất là lâu rồi. Đó, phía bên kia. Nhìn qua phía bên kia là nghĩa trang Đông Quang, Bình Hưng Hòa. Phía đằng sau đây cũng có vài cái nhà sập sệ nữa. Cái hướng này thì sẽ đi ra chùa. Ở phía bên trong kia thì vẫn có người ở. Theo dự kiến á, thì nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ được san phẳng theo tùy khu. Và cái khu vực ở ngay cái chùa Giác Hải này vẫn chưa có bị di dời. Tuy vậy mà có nhiều ngôi mộ á, người ta đã chủ động người ta di dời mộ của người thân họ trước. Đó, họ sẽ chủ động di dời đi trước khi mà nơi này sẽ bị san phẳng. Mình nghĩ là mấy cái khu nghĩa trang này sau này sẽ bị san phẳng, chỉ có ngôi chùa thì để yên thôi. Còn nghĩa trang thì sẽ san phẳng mà. Sau này khoảng 5-7 năm nữa, nghĩa trang Bình Hưng Hòa được nhắc lại giống như là một cái phần ký ức ngày xưa nhé. Và những cái câu chuyện và ma mị, những cái giai thoại về nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ cũng chẳng còn ai nhắc lại nữa. Lúc trước đây có mấy phần mộ nè. Tại vì á, lúc mà lúc trước mình ra nơi đây là mộ san sát nhau luôn. Còn bây giờ thì có nhiều chỗ nó bị chùi lủi. Nè. Như là ở đây nè. Lúc trước là có mộ. Ê. Có con cờ hó kìa. Có con chó hoang kìa.
Hello. Ôi nó bị ghẻ, không biết chó của ai. Con chó ngoài nghĩa địa. Đó, thấy chùa không? Chùa Giác Hải. Trong này có một cái phần mộ có mái che đó. Mất năm 73. Lâu lắm luôn rồi. Tự nhiên ở đây có một cái khúc gỗ mục. Dạ. Rồi những cái xi măng nè. Nó bị rung rinh hết rồi. Đó, ngôi chùa đó. Ở đó là ngôi chùa đó. Tượng Phật. Có mấy ông thổ địa thần tài ở đây nữa nè. Có ông Di Lặc nữa. Ngoài đây là chùa phải không? Có tượng Phật Bà Quan Âm, tượng Phật Thích Ca. Rộng lắm, khu này cũng rộng lắm. Đây là ngôi chùa Giác Hải mình nói nè. Mà chùa đóng cửa rồi không có vào được. Phía bên này còn rất nhiều ngôi mộ nè. Hồi kỳ ở đây á, mộ nhiều cực kỳ luôn. Nhưng mà bây giờ bị san phẳng rồi phải không? Bị đập ngổn ngang. Những người đã mất, đây là ngôi nhà của họ. Họ đã yên vị ở đây, có những ngôi mộ cũng 5-70 năm rồi. Rồi cuối cùng cũng phải được di dời đi. Di chuyển họ về. Bốc cốt của họ. Đó, có những cái ngôi mộ đó là những cái ngôi mộ cổ đó. Nè, tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thấy khác lạ đúng không? Đó, có những cái phần mộ bị bốc lên. Có người ta đốt mấy cái khúc cây đó. Đây, những gì còn sót lại nè. Những cái phần mộ này đã được bóc đi. Chỉ còn lại những cái hố đây. Mấy ngôi mộ kia thì còn khá mới, là có người sơn phết quét vôi lên đó. Máy bay kìa, thấy không? Đây là toàn cảnh nghĩa trang của chùa Giác Hải. Đã được di dời đi rồi. Ở đây á thì nhìn chưa có hoang tàn điêu tàn như ở cái khúc kia đâu. Cái khúc kia thì bị đập rất là nhiều. Có cái phần mộ này nè. Phần mộ này không phải nói chứ nó cổ lắm luôn rồi đó. Mà người ta đập cái bảng
cái bản tên cũng bị đập luôn rồi.